chuẩn bị nhanh đi. Kỹ lưỡng vào, ngày trọng đại của tao đó. Cậu ơi, nè, cậu chủ. Sao mà về có một mình vậy? Cô Diệu đâu? Cô Diệu chết rồi. Mày nói cái gì? Dạ. Diệu chết là sao? Cô quỳ mấy canh giờ lận, con chờ lâu quá, con thấy sốt ruột, con mới kêu cổ về. Vừa tới gọi cô về, ai ngờ con mén mới vừa đụng tới người cổ, cổ ngã ngang. Cổ chết từ lúc nào rồi cậu ơi? Cô ấy còn khỏe mạnh lắm mà. Không thể nào, không thể nào mà chết đột ngột như vậy được chứ. Mày nói láo phải không? Cổ không thể nào mà chết được. Mày nói láo chứ không cậu... thể nào mà chết được. Mày nói láo không thể nào chết được. Không thể chết được. Bây giờ mình phải làm gì nữa cậu ơi? Bây giờ sao đây? Còn làm cái gì nữa mà làm? Đồ ăn hai, cút đi, cút bỏ đi, cút hết nhà tao đi. Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Đáng lẽ hôm nay ta và em sẽ bái lễ thành hôn. Em có biết là ta chờ đợi cái ngày này lâu lắm không? Chết. Tại sao vậy? Ta có gì thua thằng nghèo kiết xác đó chứ? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Chiếc xe là của anh. Cái nhà này tụi đâu? Dập lửa đi. Cái nhà rồi, dập lửa đi. Cái nhà rồi, dập lửa đi. Tài sản của ta, cái bàn của ta, cái ghế của ta, tài sản của ta. Cái gì vậy? Dập lửa đi. Tài sản của ta. Cái nhà của ta. Mà dập lửa đi. Dập lửa đi. Dập lửa đi. Cháy lớn lắm. Cái nhà của ta. Ông bị khùng nữa. Cháy nhà lên mới vậy. Có chuyện gì vậy? Nghe đâu là nhà ông cháy hết rồi. May là dân làng tới kịp cứu ông ra. Coi như của đi thay người. Tính ra lỏng hơn rồi. Đến đi. Hên cái gì? Các người có biết bàn ghế nhà ta, cái bàn, cái tủ nhà của ta phải bỏ biết bao nhiêu bạc mới mua được không? Hả? Trời ơi. Trời ơi. Sao vậy? Tại sao thì phải. Đúng là thấp rồi. Thấp, thấp. Thấp. Đúng rồi. Thấp. Là em thiệt sao? Em nè chị bé. Sao em được về vậy? Do em làm việc quá sức. Với lại thêm cái cơn bệnh nặng. Rồi em bị lao lực, không còn sức đi đốc đê nữa. Họ cho em về sớm. Diệu khỏe không chị? Diệu sao chị? Em về là hay rồi. Để chị dẫn em đi gặp Diệu.
Thôi hai người đi đi. Chị về nha. Đi chị. Bây giờ em thấy trong người sao rồi? Em không sao. Lâu nay nhờ chị hay lui tới đây lo hương khói trên phần mộ của Diệu, chắc là vì cũng đỡ tuổi thân phần nào. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhưng mà chắc là em sợ lại đây sinh sống, tiện thể chăm sóc mộ phần cho mộ của Diệu và má luôn. Sao mà được, em còn phải sống tiếp cuộc đời của mình, rồi phải lập gia đình, sinh con đẻ cái. Diệu nó không muốn em buồn và nhớ nó suốt đời như vậy đâu. Tuy là tụi em chưa có cưới nhau, nhưng mà từ lâu em đã coi Diệu như là vợ của mình. Nếu mà không có Diệu, em không cần ai khác nữa. Như lại em cũng muốn sống ở đây để được sống gần Diệu. Mọc ra gì nè, nhìn mày lạ ghê. Sao không có giống cây nào ở đây hết? Nè, chờ đi, tao lấy nước tao tưới cho mày nha. Thank you.
Ghê á. Nè, ngồi xuống đi. Quá đã luôn. Ồ. Nè. Uống nước đi. Ngọt quá ha. Chào bà con. Bà con vô uống nước. Ủa, cái gì vậy? Dạ, mời anh vô uống nước. Gì ngon vậy cậu Thóc? Ngon quá ta. Nhìn ngon à. Ủa thử đi bà. Cái trái này trông lạ ha. Nè, để tôi thử đi coi. Nè. Dạ, cảm uống đi. Dạ. Em mời chị uống nước. À, bây giờ là mọi người cứ uống thử nước của trái này đi. Coi thử nó làm sao. Nó mát và nó ngọt lắm. Ờ, để tôi uống coi. Ngọt ngọt quá rồi luôn. Nè bà, uống nữa đi, ngọt của mình ha. Dạ, đây nè em uống đi. Anh Mười, nè anh Mười, nè vô đây, uống nước nè. Uống đi. Thôi, không có sao đâu. Uống thử cái trái này đi, nó ngọt lắm. Bà tôi... con cũng đang uống đó. Tôi cảm ơn anh Thóc nha. Thiệt tình á, là tôi cũng muốn xin lỗi anh, nhưng mà tôi thật sự là tôi không có dám. Nhìn thấy mộ cô Diệu á, tôi thấy ái náy vô cùng luôn. Tại vì tôi á, góp phần làm cho hai người chịu cái cảnh âm dương cách biệt như vậy. Tôi xin lỗi anh nhiều lắm nha. Nè, cái chuyện đó cũng đã qua lâu rồi. Với lại á, anh cũng là người làm thuê làm mướn, thì chủ sai gì anh làm nấy thôi. Tôi hiểu, tôi không có trách anh gì nữa đâu. Mà tôi với Diệu cũng có cách trở gì đâu. Ngày nào á, tôi đi làm đồng về cũng ở bên cạnh cổ cả. Làm về nếu mà thấy mệt á thì ghé vô đây uống nước, đừng có ngại gì hết á. Nè, vô đây. Chú Thóc, chú Thóc, trái này là trái gì vậy chú Thóc? Dạ con không có biết nữa. Cái trái này nè, nó mọc ra từ cái cây này nè, ngay chỗ mộ của Diệu. Ủa, cái cây đó đó chị. Con thấy lạ lạ nên con cứ chăm lên cho nó lớn. Vậy hả? Tới bây giờ rồi nó ra trái, rồi cái con chặt ra cho mọi người uống thử. Con cũng không biết gọi là trái gì luôn. Trời, cái này ăn vừa miệng ghê cậu Thóc. Trời, vừa ngon vừa ngọt mà còn vừa đã khác nữa. Nó vừa béo mà nó vừa bùi. Uống vô nó no luôn à. Tôi thấy như vậy, nó vừa mát, vừa ngọt, vừa béo, mà nó vừa bùi nữa chứ. Nói chung là vừa lòng bà con chung quanh ở nơi đây. Vậy mình gọi nó là trái dừa được không chú Thóc? Cây dừa. Hay đó. Tên đó nó cũng đúng y như cái cây. Với lại cũng chưa có cây nào mà vừa đẹp, rồi vừa có bóng mát, vừa cho ra trái ngọt, rồi lại vừa ngon như vậy nữa. Hay là bây giờ từ đây về sau, bà con mình cứ gọi đây là trái dừa, còn kia là cây dừa. Dân làng cho rằng cây dừa chính là hiện thân của Diệu. Dòng nước ngọt ngào và trắng trong của trái dừa như tâm hồn của Diệu. Cô gái hiếu thảo, chung thủy với người yêu. Còn phần cơm trắng như những hạt gạo chính là số gạo mà cô đã mượn nhưng chưa trả được, nên bây giờ muốn trả lại. Điều kỳ diệu là cho dù thời tiết có khô hạn và nắng nóng đến đâu chăng nữa thì cây vẫn xanh tốt và sai trái. Về sau cây dừa trở thành loại cây quen thuộc được bà con trồng khắp mọi nơi.